Xin chào mọi người, và hôm nay mình là Triệu Phú TV. Và hôm nay mình sẽ hôm nay thì mình có mua được một chiếc nguyên iPhone 6 và vỏ, kèm vỏ và một màn chết này của khách. Đây, màn khách chết là đập màn này các bạn. Đập màn và chết xong của khách. Tình trạng thì là khách pin thì phòng rồi, mình bỏ đi rồi. Và mình sẽ hôm nay phải phục hồi lại chiếc iPhone 6 này. Vỏ còn gọi là ok, cũng bẩn nhem nhem lắm, móp méo hết rồi, nhưng mà vỏ gọi là dùng được. Mình sẽ khắc phục, mình sẽ lại để mình để cho tái chế lại con này để sử dụng này. Đây là phần mềm, phần loa, pin, đây là dung này, đây là phần cáp sạc, đây là cam sau này, và đây là cục anten wifi này. Đây là phần màn của bị hỏng hôm hôm mình mua lại với giá nói chung bèo lắm, chỉ dưới 1 triệu thôi các bạn ạ. Và hôm nay mình đây, mình chuẩn bị sẵn một chiếc pin. Đây mình vừa mua pin, pin mình là pin Zmax nhé. Zmax này cũng rẻ thôi các bạn nhé. Và đây là chiếc màn, màn iPhone mình, màn này thì mình mua về chỉ cũng chỉ vài trăm thôi các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ phục chế cái con này. Đây, pin thì mình sẽ lắp pin vào nhé. Mình sẽ lắp pin này. Mình sẽ lấy một cái màn cũ được khách test xem thế nào nhé. Các bạn nhìn đấy. Đấy. Sọc. Nhưng mà tình trạng máy này thì đang hết pin. Mình sẽ cắm sạc cho cái máy này. Không biết là bao nhiêu lâu là máy sẽ lên. Đây, pin đấy. Và trong khi chờ đợi máy lên pin thì mình sẽ chuyển đồ ấy. Đây các bạn. Đây ạ. Đấy, màn đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Màn xong. Và mình cũng đã xin được mật khẩu của khách rồi. Và mình đã reset dữ liệu rồi. Máy con vỏ còn ok, tạm ok. Nhưng mà màn đấy các bạn ạ. Vẫn bấm được. Đây ạ, mình đây muốn vuốt được các bạn ạ. Vâng, và mình sẽ bây giờ sẽ tạm cho tối màn đi, khóa màn đi. Và mình sẽ tháo màn ra, mình sẽ chuyển đồ sang một cái màn của con máy này. Thì mình sẽ chuyển đổi cho các bạn. Mình sẽ để tạm cái này ra đây. Và mình cầm dụng cụ cần thiết, mình sẽ tháo cái đồ linh kiện này. Đây là các linh kiện của iPhone thì mình rất nhiều này. Đây này. Mình sẽ tái chế lại con ve chai này. Xem là còn sử dụng ok không nhé các bạn nhé. Loa này ra. Cụ hôm thì đã mất một cái nắp chắn đấy rồi. Mình sẽ kiếm một cái nắp chắn khác. Đây, mình kiếm một nắp chắn này. Các bạn nhớ là mình sẽ để gọn ốc từng vị trí khác nhau vào chỗ để mình còn nhớ. Màn này chắc là cũng màn linh kiện và thay rồi. Đây, theo mình là màn này màn linh kiện và thay rồi. Như các bạn đấy, này. Nhìn có cáp đấy các bạn. Màn này nhìn có cáp này. Đây, màn linh kiện đấy. Đấy. Các bạn nhìn màn linh kiện đấy. Có cáp đấy. Đấy. Màn linh kiện này cũng làm khá mỏng và đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển đồ sang cái con màn này bên này.
mình sẽ nắp nút home vào. Bật nút home vào, mình sẽ kiếm cái ma sắt này. Mình chỉ cần vào đây. Và mình sẽ là than ốc vít ở đây để giữ được không? Còn các bạn thì nếu các bạn ở xa thì muốn tự sửa hay là ấy thì các bạn có thể mua đồ về để thử máy. Alo, nó bị sao lên rồi gì nữa thì thay thử của pin xem sao. Hả, chắc máy nước vào thì hay ăn nguồn là đúng rồi. Bao nhiêu phút là hết rồi. Rồi anh cứ thử đấy xem là thế nào rồi báo em nhé. Thế thì quá bình thường. Rồi anh cứ theo dõi xem nào bảo em nhé. Vâng. Đấy, mình sẽ bận, mình vừa bận khách mất. Mình sẽ vặn vào. Mình sẽ vặn. Đồ bên kia thì hơi thiếu ốc, mình sẽ vặn. Chỉ tìm điểm vài con ở đây thôi. Nó hơi thiếu ốc một chút thì mình sẽ điểm vào hai đầu. Alo. Dạ. 9 làm được nhưng mà rắt lắm. Vâng. Làm thì nếu mà làm thì 2 ọi 2 lít. Vâng. Dạ. Tháo máy được cũng không tháo máy được. Vâng, tháo được cũng không tháo được. Mày làm nào tháo ra cho nó nhanh anh ạ. Tháo ra làm cho nhanh đỡ lâu đầu. Bọn đấy nó dễ mà, tháo u cái thì ra mà có gì đâu. Thì tháo làm sao mà khách biết làm sao được. Hả? Cái đấy nó liền khối mà, có phải là thích khách thích nhấc ra mà nhấc đâu. Ôi giời, con đấy đấy nào cho nó hỏng mất bảo hành. Em phá con nào em tung luôn hết ra để tháo. Vâng. Rồi mình sẽ lắp loa vào. Loa đây là loa cam này. Nói chung là nhiều chức năng trên một cái chiếc này lắm. Mình sẽ lắp vào. Mình cứ bận điện thoại các bạn thông cảm. Chứ vẫn thiếu nhiều ốc lắm, mình điểm vài con mà. Thôi quả quá. Đây, tôi cố nhiều con này. Này. Và bây giờ mình sẽ lắp màn vào nhé.
Vâng, rồi ạ, mình đã làm màn lời dọa các bạn nhé. Mấy, thì mình sẽ lên mật khẩu. Mình sẽ khởi động lại. Mình sẽ khởi động lại đây cho... Và mình sẽ test một số tính năng nhé. Mình chưa làm màn và giờ mình sẽ lắp sim. Test xem là con máy này xem còn lỗi gì không. Các bạn xem. Mình sẽ kiếm một cái sim. Mình sẽ test cam. Cam trước đang được. Và mình sẽ thử vào phần giới thiệu. Mình sẽ cài đặt chung, mình giới thiệu. Vâng, con này là 64GB và bản GIA. Và mình sẽ khởi động lại. Mình sẽ vào một vân tay xem này, mình sẽ mở mật khẩu. Và mình sẽ thử vân tay là không được để mình thử khởi động nguồn lại xem là. Các bạn giữ lấy nguồn lúc hôm tầm 10 giây để cho máy khởi động lại nhé. Đấy, và đang quá trình nó khởi động lại đấy. Xem mà có được vân tay và cam trước không nhé. Loa và mic mình chưa thử, loa thì mình trong mình chưa thử. Đấy, có sống rồi. Đấy, à, vân tay đã nhận rồi các bạn nhé. Các bạn thì có gõ như này xem là vân tay nhận rồi. Đấy. Và mình sẽ thử cam trước xem sao nhé. Rồi, cam trước ok nhé các bạn nhé. Mình sẽ gọi thử 900. Ok nhé. Và loa trước ok nhé. Quý khách vui lòng bấm. Ngoài ok. Và mình sẽ vào một vân tay để mình kiểm tra. Vâng, chỉ giá con ve chai chỉ vài trăm nghìn, mình đã thêm màn, thêm pin và mình đã dựng được một con máy có vân tay đầy đủ và có thể tái sử dụng rồi các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn. Và rất ngon, rất bổ ích, mình sẽ lắp vào. Và mình sẽ cái lồng màn thì mình không còn, mình chỉ còn lồng pin. Con này mình mua chỉ còn lồng pin, mình sẽ cho cái lồng pin vào đây. Cho máy đỡ lồng pin. Sẽ soi xét lại một lần xem là bên trong còn sót con ốc không. Và mình sẽ lắp lại. Và ốc đít thì đang là không thiếu ốc đít, mình sẽ tìm xem mà đồ mình sẽ có ốc đít. Các đồng đồ ve chai mình lựa về. Và mình tạm thời chưa có tìm ốc đít được. Thì mình chưa tìm được một ốc đít nào rồi thì các bạn thôi để lần sau mình tìm được mình sẽ vặn vào coi như là khắc phục được tạm thời như này đã. Và các bạn nhớ đăng ký, thấy hay thì đăng ký kênh và subscribe ủng hộ mình, cho mình một like nhá. Xin chào tất cả các bạn.